Đại phẩm 1. Nghe với tai. Này các tỷ kheo, các pháp do được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập, có bốn lợi ích được chờ đợi. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo học thuộc lòng pháp, như kinh ứng tụng, phương quảng. Các pháp ấy được vị ấy nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập. Vì ấy khi mạng chung bị thất niệm, được sanh cộng trú với một loại thiên nhân. Tại đấy, các vị sống an lạc, đọc các pháp cú cho vị ấy. Này các tỷ kheo, chậm chạp niệm được khởi lên, rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến phù thắng. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, đây là lợi ích thứ nhất được chờ đợi. Lại nữa, này các tỷ kheo học thuộc lòng, như kinh ứng tụng, phương quảng, các pháp ấy được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, vì ấy thất niệm khi mệnh chung, được sanh cộng trú với một loại thiên nhân. Tại đấy, các vị ấy sống an lạc, không đọc các pháp cú cho vị ấy. Nhưng có tỷ kheo có thần thông, đã đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: đây là pháp và luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh. Này các tỷ kheo, chậm chạp là niệm được khởi lên, rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến phù thắng. Ví như, này các tỷ kheo, một người thiện xảo về tiếng trống, người ấy trong khi đi giữa đường có thể nghe tiếng trống, người ấy không có nghi ngờ, không có do dự, đó là tiếng trống hay không phải tiếng trống, người ấy đi đến kết luận, đây là tiếng trống. Cũng vậy, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, phương quảng, các pháp ấy được nghe bằng tai, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Này các tỷ kheo, cho được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, đây là lợi ích thứ hai được chờ đợi. Lại nữa, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, phương quảng, các pháp ấy được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập. Nhưng không có tỷ kheo có thần thông đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Và một thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, vì ấy suy nghĩ như sau: đây chính là pháp và luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh. Chậm chạp, này các tỷ kheo, là niệm khởi lên, rồi chúng sanh ấy mau chóng đi đến phù thắng. Ví như, này các tỷ kheo, một người thiện xảo về tiếng tù già, người ấy trong khi đi giữa đường có thể nghe tiếng tù già, người ấy không có nghi ngờ, không có do dự, đó là tiếng tù già hay không phải tiếng tù già, người ấy đi đến kết luận, đây là tiếng tù già. Cũng vậy, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, phương quảng, các pháp ấy được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, nhưng không có tỷ kheo có thần thông đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Và một thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, vì ấy suy nghĩ như sau: đây chính là pháp và luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh. Chậm chạp, và này các tỷ kheo, là niệm khởi lên, rồi chúng sanh ấy mau chóng đi đến phù thắng. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, đây là lợi ích thứ ba được chờ đợi. Lại nữa, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, phương quảng, các pháp ấy được nghe bằng tai, được đọc tụng bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, nhưng không có tỷ kheo có thần thông đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, và không có thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, nhưng có thể có người được hóa sanh, nhắc nhở, khiến cho nhớ lại hóa sanh. Này bạn, bạn có nhớ không? Này bạn có nhớ không? Tại chỗ ấy chúng ta trước đã sống phạm hạnh. Vì ấy trả lời: này bạn, tôi nhớ. Này bạn, tôi nhớ. Chậm chạp, này các tỷ kheo, là niệm khởi lên, rồi chúng sanh ấy mau chóng đi đến phù thắng.
Ví như, này các tỷ kheo, hai người bạn cùng nhau chơi trò chơi đất bùn. Hai người vào một thời nào, một chỗ nào được gặp nhau. Người bạn này có thể nói với người bạn kia. Này bạn, bạn có nhớ cái này không? Này bạn, bạn có nhớ cái này không? Người ấy có thể trả lời. Này bạn, tôi có nhớ. Này bạn, tôi có nhớ. Cũng vậy, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh ứng tụng phương quảng. Các pháp ấy do được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, nhưng không có tỷ kheo có thần thông đạt được tập tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Không có vị thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, nhưng có thể có người được hóa sanh, nhắc nhở khiến cho nhớ lại sự hóa sanh. Này bạn, bạn có nhớ không? Này bạn, bạn có nhớ không? Tại chỗ ấy, chúng ta trước đã sống phạm hạnh. Vị ấy trả lời, này bạn, tôi nhớ. Này bạn, tôi nhớ. Chậm chạp, này các tỷ kheo, là niệm khởi lên, rồi chúng sanh ấy mau chóng đi đến thù thắng. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, đây là lợi ích thứ tư được chờ đợi. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, có bốn lợi ích này được chờ đợi. 2. Trường hợp. Này các tỷ kheo, có bốn trường hợp này cần phải được hiểu với bốn trường hợp. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, giới cộng trú, giới cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không khác được có tác ý, không có tác ý với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Này các tỷ kheo, giới cùng một nghề thanh tịnh liêm khiết, cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được có tác ý, không có tác ý với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Này các tỷ kheo, trong những hoạn nạn, sức kiên trì cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, với liệt tuệ. Này các tỷ kheo, với đàm luận, trí tuệ cần phải hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, với liệt tuệ. Này các tỷ kheo, với cộng trú, giới cần phải được hiểu biết, không phải với liệt tuệ. Như vậy được nói đến, do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo, có người do cộng trú với một người khác biết được như sau. Trong một thời gian dài, vị tôn giả này làm giới bị bể dụng, làm giới bị cắt xén, làm giới bị vết nhơ, làm giới bị chấm đen. Việc làm không có liên tục, hạnh kiểm không có liên tục trong các giới. Ác giới là tôn giả này không giữ giới. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, người này do cộng trú với người kia biết như sau. Trong một thời gian dài, vị tôn giả này không làm giới bị bể dụng, không làm giới bị cắt xén, không làm giới bị vết nhơ, không làm giới bị chấm đen. Việc làm có liên tục, hạnh kiểm có liên tục trong các giới. Giữ giới là tôn giả này. Tôn giả này không phải ác giới. Này các tỷ kheo, giới cộng trú, giới cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không có tác ý vấn đề khác. Không có không tác ý, giới trí tuệ không phải với liệt tuệ. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, giới cùng chung là một nghề thanh tịnh liêm khiết, cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, giới liệt tuệ, như vậy được nói đến, do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo, một người do cùng làm một nghề với một người khác, biết được như sau. Khác thay, vì tôn giả này khi làm việc với một người, khác thay với hai người, khác thay với ba người, khác thay với nhiều người, làm trái ngược là vì tôn giả này, các sở hành trước khác với sở hành sau. Không thanh tịnh là sở hành của vị tôn giả này. Vị tôn giả này có sở hành không thanh tịnh. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, một người do cùng làm một nghề với một người khác biết được như sau. Như thế nào? Tôn giả này khi làm việc với một người, như thế ấy với hai người, như thế ấy với ba người, như thế ấy với nhiều người. Không làm trái ngược là tôn giả này. Các sở hành trước giống với sở hành sau,
Thanh tịnh là sở hành của tôn giả này. Tôn giả này có sở hành thanh tịnh. Này các tỷ kheo, với cùng chung là một nghề, thanh tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, giới liệt tuệ như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, trong các hoạn nạn, sức kiên trì cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, giới liệt tuệ, như vậy được nói đến, do duyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo, có người cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, suy nghĩ như sau: bản chất như vậy là sự an trú thế giới này, bản chất như vậy là bản tánh tự ngã có được này, bản chất như vậy là sự an trú thế giới, bản chất như vậy là có được bản tánh tự ngã. Tám thế giới pháp này vận chuyển thế giới, và thế giới vận chuyển tám pháp, tức là lợi và thất lợi, không danh tiếng và danh tiếng, chê và khen, lạc và khổ. Người ấy cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, sầu muộn, than gian, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có người cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, suy nghĩ như sau: bản chất như vậy là sự an trú thế giới, lạc và khổ. Người ấy cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, không có sầu muộn, không có than gian, không có khóc lóc, không có đập ngực, không có rơi vào bất tỉnh. Này các tỷ kheo, trong các hoạn nạn, sức mạnh kiên trì cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài với liệt tuệ, như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, trong đàm luận, trí tuệ cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài với liệt tuệ, như vậy được nói đến, do duyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo, có người do đàm luận với một người khác biết như vậy, vị tôn giả này đối một câu hỏi như vậy phản ứng là như vậy, giải đáp câu hỏi là như vậy. Thời liệt tuệ là tôn giả này không có trí tuệ, vì sao? Vì rằng tôn giả này không nói lên câu nghĩa sâu sắc an tịnh thù thắng, vượt ngoài lý luận suông tế nhị, được người hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị ấy không có khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Liệt tuệ là vị tôn giả này không có trí tuệ. Ví như, này các tỷ kheo, một người có mắt đứng trên bờ một hồ nước, thấy một con cá nhỏ nổi lên, người ấy nghĩ như sao? Như vậy, con cá này nổi lên, như vậy, làm cho gợn sóng, như vậy là độ nhanh của nó. Nhỏ bé là con cá này không lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết như vậy. Vị tôn giả này đối ứng một câu hỏi như vậy, phản ứng như vậy, giải đáp câu hỏi như vậy, thời liệt tuệ là tôn giả này không có trí tuệ. Vì sao? Vì rằng vị tôn giả này không nói lên câu nghĩa sâu sắc, an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị này không có khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Liệt tuệ là tôn giả này không có trí tuệ. Ở đây, này các tỷ kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết như sao? Vị tôn giả này đối ứng với một câu hỏi như vậy, phản ứng như vậy, giải đáp câu hỏi như vậy, thời có trí tuệ là tôn giả này không phải là liệt tuệ. Vì sao? Vì rằng tôn giả này nói lên câu nghĩa sâu sắc, an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng,
Vị này có khả năng hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Có trí tuệ là tôn giả này không phải là liệt tuệ. Ví như, này các tỷ kheo, một người có mắt đứng trên bờ một hồ nước, thấy một con cá lớn nổi lên, người ấy nghĩ như sao? Như vậy con cá này nổi lên, như vậy con cá này làm cho gợn sóng. Như vậy là độ nhanh của nó, to lớn là con cá này không nhỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết như sao? Vị tôn giả này đối ứng một câu hỏi như vậy, phản ứng như vậy, giải đáp câu hỏi như vậy. Thời có trí tuệ là vị tôn giả này. Vị tôn giả này không phải là liệt tuệ. Vì sao? Vì rằng vị tôn giả này nói lên câu nghĩa sâu sắc, an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị này có khả năng hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ, có trí tuệ là vị tôn giả này. Vị tôn giả này không phải là liệt tuệ. Này các tỷ kheo, trong đàm luận, trí tuệ cần phải được hiểu biết, như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không phải không tác ý với trí tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Có bốn trường hợp này, này các tỷ kheo, cần phải được hiểu với bốn trường hợp này. 3. Bariya. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Mahapana, trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Lichavi Bariya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Lichavi Bariya bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sao? Là một nhà huyễn thuật, Sa môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sao? Sa môn Gotama là một huyễn thuật sư, biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Những người ấy, bạch Thế Tôn, có phải nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật? Có phải họ trả lời về pháp, hợp với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, theo đồng một quan điểm, không có lý do để chỉ trích? Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn. Này, Bariya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì xuất phát từ nơi có quy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này, Bariya, khi nào ông tự mình biết rõ như sao? Các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau, thời này, Bariya, ông hãy từ bỏ chúng. Ông nghĩ thế nào, Bariya? Lòng tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Bất hạnh, bạch Thế Tôn. Người này có tham, này Bariya, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào? Này, Bariya, lòng sân, lòng si, lòng hung bạo khi khởi lên trong nội tâm người nào? Khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Bất hạnh, bạch Thế Tôn. Người này có lòng hung bạo. Này, Bariya, bị hung bạo chinh phục. Tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người,
nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào? Này Bariya, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện, bạch Thế Tôn. Có tội hay không có tội? Có tội, bạch Thế Tôn. Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách? Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh đau khổ không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến bất hạnh đau khổ. Ở đây, đối với chúng con là như vậy. Như vậy, này Bariya, điều ta vừa nói với các ông, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì nghe truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì xuất phát từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Bariya, khi nào ông tự mình biết rõ như sao? Các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người trí quở trách, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh đau khổ. Thời này, Bariya, ông hãy từ bỏ chúng, như vậy đã được nói lên, chính do duyên này được nói lên như vậy. Này, Bariya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Bariya, khi nào ông tự mình biết rõ như sao? Các pháp này là thiện, các pháp này không có tội, các pháp này không bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc. Thời này Bariya, ông hãy chứng đạt và an trú. Ông nghĩ như thế nào? Này Bariya, không tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. Người này không tham, này Bariya, không bị tham chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy, có làm người ấy được hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào? Này Bariya, không sân, không si, không cung bạo, thì khởi lên trong nội tâm người nào? Khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. Người này không có lòng hung bạo. Này Bariya, không bị lòng hung bạo chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không nói láo, không khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào? Này Bariya, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là thiện, bạch Thế Tôn. Các pháp này là có tội hay không có tội? Không có tội, bạch Thế Tôn. Bị người trí quở trách hay được người trí tán thán? Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến hạnh phúc an lạc hay không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh phúc an lạc. Ở đây đối với chúng con là như vậy. Như vậy, này Bariya, điều ta vừa nói với ông, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Bariya, khi nào ông tự mình biết rõ như sao? Các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội,
Các pháp này được các người có trí tán thán. Các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận, đưa đến hạnh phúc, an lạc. Thời này các Bariya, ông hãy chứng đạt và an trú. Điều đã được nói lên như vậy, chính do chuyên này được nói lên như vậy. Này Bariya, tất cả những bậc chân nhân tịch tịnh ở đời, khích lệ đệ tử như sau. Hãy đến, này bạn, hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục tham. Do sống nhiếp phục tham, bạn sẽ không làm nghiệp do tham sanh, về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục sân, hãy nhiếp phục sân. Do sống nhiếp phục sân, bạn sẽ không làm nghiệp do sân sanh, về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục si, hãy nhiếp phục si. Do sống nhiếp phục si, bạn sẽ không làm nghiệp do si sanh, về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục hung bạo, hãy sống nhiếp phục hung bạo. Do sống nhiếp phục hung bạo, bạn sẽ không làm các nghiệp do hung bạo sanh, về thân, về lời, về ý. Khi được nói vậy, Bariya, người Lichavi, bạch Thế Tôn, thật di diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Này Bariya, ta có nói với ông như sau, hãy đến, này Bariya, hãy làm đệ tử của ta. Này Bariya, ta sẽ là đạo sư của ông không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Bariya, những sa môn bà la môn nào nói như sau, tuyên bố như sau, những vị ấy là không thiện, trống không, nói láo, xuyên tạc với điều không thật, là một quyển Phật sư. Sa môn Gotama biết được quyển Phật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, hiền thiện là quyển Phật dụ dỗ này. Bạch Thế Tôn, hiền lành là quyển Phật dụ dỗ này. Con mong rằng, bạch Thế Tôn, các bà con huyết thống thân ái của con được quyển Phật dụ dỗ này dụ dỗ. Như vậy, những bà con huyết thống của con, tất cả được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả những người sát ý lỵ được quyển Phật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các sát ý lỵ được hạnh phúc an lạc trong thời gian dài. Bạch Thế Tôn, nên tất cả người Bà La Môn, tất cả người Phệ Xá, tất cả thủ đà được quyển Phật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các thủ đà ấy được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Như vậy là phải, này Bariya, như vậy là phải, này Bariya. Này Bariya, nếu tất cả mọi người sát đế lỵ được cám dỗ với sự dụ dỗ này, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các hàng sát đế lỵ được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Này Bariya, nếu tất cả mọi người Bà La Môn, tất cả mọi người Phệ Xá, tất cả mọi người Thủ Đà được cám dỗ với sự dụ dỗ này, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp bất thiện, như vậy tất cả các Thủ Đà được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Này Bariya, nếu thế giới cùng với chư thiên Mara, Phạm Thiên, với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người được quyển Phật dụ dỗ này cám dỗ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy chúng được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Này Bariya, nếu các cây sa la to lớn này được quyển Phật dụ dỗ này cám dỗ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả cây sa la to lớn này được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài, nếu chúng có thể suy nghĩ được, còn nói gì với con người? 4. Các vị Sabuyya. Một thời, tôn giả Ananda trú ở giữa các dân chúng Koriya tại một thị trấn các Koriya tên là Sabuga. Rồi rất nhiều Koriya tử ở Sabuga đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda nói với các Koriya tử ấy ở Sabuga. Này, các Chagabasa, có bốn thanh tịnh tinh cần chi phần này, được Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác chân chánh, nói lên để chúng sanh được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để đạt đến chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. Thế nào là bốn?
giới thanh tịnh tinh cần chi phần, tâm thanh tịnh tinh cần chi phần, kiến thanh tịnh tinh cần chi phần, giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phần. Và này, chấp gia ga ba sa, thế nào là giới thanh tịnh tinh cần chi phần? Ở đây, này các gia ga ba sa, tỷ kheo có giới, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này các gia ga ba sa, đây gọi là giới thanh tịnh, với lời nguyện, nếu giới thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu giới thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây, ước muốn, tinh cần, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm và tỉnh giác. Này các gia ga ba sa, đều được gọi là giới thanh tịnh tinh cần chi Phật. Và này các pizza ba sa, thế nào là tâm thanh tịnh tinh cần chi phần? Ở đây, này các vi ra ba sa, vị tỷ kheo ly các dục, chứng đạt, và an trú thiền thứ tư. Này các vi ra ba sa, đây gọi là tâm thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu tâm thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu tâm thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm và tỉnh giác. Này các vi sa ba sa, đều được gọi là tâm thanh tịnh, tinh cần chi Phật. Và này các vi sa ba sa, thế nào là kiến thanh tịnh, tinh cần chi Phật? Ở đây, này các vi sa ba sa, tỷ kheo như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là khổ tập, như thật quán tri. Đây là khổ diệt, như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các vi sa ba sa, đây gọi là kiến thanh tịnh, với lời nguyện, nếu kiến thanh tịnh này như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu kiến thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây ước muốn, tinh tấn, tỉnh giác. Này các vi sa ba sa, đều được gọi là kiến thanh tịnh tinh cần chi Phật. Và này các gia ga ba sa, thế nào là giải thoát thanh tịnh tinh cần chi Phật? Vị thánh đệ tử nào? Này các vi sa ga ba sa, thành tựu với giới thanh tịnh tinh cần chi Phật này, thành tựu với tâm thanh tịnh tinh cần chi Phật này, và thành tựu với kiến thanh tịnh tinh cần chi Phật này, tâm được ly tham đối với các pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần giải thoát. Vì ấy, sau khi tâm được ly tham đối với pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần được giải thoát, cảm xúc chánh giải thoát. Này Kesaga Basa, đây gọi là giải thoát thanh tịnh, với lời nguyện, nếu giải thoát thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm và tỉnh giác. Này các vi sa ba sa, đều được gọi là giải thoát thanh tịnh tinh cần chi Phật. Bốn thanh tịnh tinh cần chi Phật này. Này các vi sa ga ba sa, đã được Thế Tôn, bậc đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh, nói lên, để chúng sanh được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để chứng đắc chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. 5. Vapa. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakha tại Kapilavatu, khu vườn Niroda, rồi Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha, đi đến Tôn giả Mahamoggallana. Sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahamoggallana, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Mahamoggallana nói với Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha đang ngồi một bên. Ở đây, này Vapa, có thể có người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được diễn ly, minh được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai? Thưa Tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây, thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa được đến quả dị thục, do nhân duyên ấy, các lậu hoặc
khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai. Và câu chuyện này giữa tôn giả Mahamoggallana và Tích Tử Papa, đệ tử của Nikantha, bị bỏ dở. Rồi Thế Tôn vào một buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với tôn giả Mahamoggallana: "Này Mahamoggallana, câu chuyện gì được nói đến khi các ông ngồi tụ họp ở đây, và câu chuyện giữa các ông chưa được nói xong? Ở đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích Tử Papa, đệ tử của Nikantha, ở đây, này Papa, có thể có người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được diễn ly, minh sanh khởi. Ông có thấy người ấy do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai?" Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Thích Tử Papa, đệ tử của Nikantha, nói với con như sau: "Thưa tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây, thưa tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa được đến quả dị tục, do nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai." Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện giữa Thích Tử Papa, đệ tử của Nikantha, và chúng con. Câu chuyện bị bỏ dở khi Thế Tôn đến. Rồi Thế Tôn nói với Thích Tử Papa, đệ tử của Nikantha: "Này Papa, nếu ông có thể chấp nhận điều ông có thể chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và trong trường hợp ông không có thể biết được ý nghĩa lời nói của ta, nếu ông hỏi ta thêm về vấn đề ấy, bạch Thế Tôn, lời nói này ý nghĩa là gì? Thời có thể có cuộc nói chuyện giữa chúng ta." Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có thể chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và trong trường hợp con sẽ không biết được ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm về vấn đề ấy. Bạch Thế Tôn, lời nói này ý nghĩa là gì? Mong rằng ở đây có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Ý ông nghĩ thế nào, này Papa? Nếu do duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được thân khởi động, như vậy các lậu hoặc tàn hại nhiệt não ấy không có nơi người ấy nữa, người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng tướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Papa, ông có thấy trường hợp ấy do nhân duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn, ý ông nghĩ thế nào? Này Papa, nếu do duyên lời khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nghiệp não khởi lên, với người chế ngự được lời khởi động, như vậy các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa, người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy được người trí tự mình giác hiểu. Này Papa, ông có thấy trường hợp ấy do nhân duyên này trong tương lai hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn, ý ông nghĩ thế nào? Này Papa, nếu do duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được ý khởi động, như vậy các lậu hoặc tàn hại nhiệt não ấy không có với người ấy nữa, người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Papa, ông có thấy trường hợp ấy do nhân duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn, ý ông nghĩ thế nào? Này Papa, đối với các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy do duyên vô minh khởi lên, vô minh được ly tham, minh được khởi lên. Như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa, người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy,
có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Pha Ba, ông có thấy do lý do nào các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Như vậy, này Pha Ba, với vị tỷ kheo có tâm được chân chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng đắc, vị ấy khi mắt thấy sắc, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý thức tri pháp, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy quán tri, ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri, ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri. Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng. Ví như, này Va Ba, duyên một thân cây, bóng cây hiện ra, rồi có người đến cầm cái cuốc và cái giỏ, chặt thân cây ấy nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, người ấy đào cái mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng. Người ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy dung thành đống tro. Sau khi người ấy dung thành đống tro, đọc lại. Sau khi người ấy dung thành đống tro, người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Như vậy, này Pha Ba, do duyên thân cây nên có bóng cây, bóng cây ấy rễ bị chấm dứt, làm thành như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh trong tương lai, không thể sống lại được. Cũng vậy, này Pha Ba, vì tỷ kheo có tâm được chân chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng đắc, vị ấy khi mắt thấy sắc, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý thức tri pháp, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy biết. Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết. Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết. Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng. Khi được nói vậy, Tích Tử Va Ba, đệ tử của Nigantha Bạch Thế Tôn, ví như Bạch Thế Tôn, một người mong ước được tài sản, lo nuôi dưỡng tài sản của mình, nhưng không được tăng trưởng gì, trái lại, chỉ được mệt nhọc và dự phần vào phiền muộn. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con cầu mong được lợi ích khi con hầu hạ kẻ ngu Nigantha này. Con đã không được lợi ích gì, trái lại, con chỉ được thêm mệt nhọc và dự phần vào phiền muộn. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Thế Tôn, với lòng tin gì con đã có với kẻ ngu Nigantha, con sẽ sàng lòng tin ấy giữa gió lớn, hay để lòng tin ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 6. Saha. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Tỳ Xá Ly, tại Đại Lâm, trong ngôi nhà có nóc nhọn, rồi Lichavi Sala và Lichavi Abea đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Lichavi Saha bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những sa môn, bà la môn, trình bày sự vượt qua dòng nước mạnh với hai pháp môn, nhân giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. Ở đây, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có nói gì? Này Sa Ha, ta nói rằng giới thanh tịnh là một chi phần của sa môn hạnh. Các vị sa môn bà la môn nào?
Này Saha, sống chủ trương nhân khổ hạnh nhàm chán, xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp nhập vào khổ hạnh nhàm chán. Những vị ấy không thể nào vượt qua dòng nước mạnh. Các vị sa môn bà la môn nào? Này Saha, thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sanh sống không thanh tịnh. Những vị ấy không có thể đạt được tri kiến vô thượng bồ đề. Ví như, này Saha, một người muốn vượt qua sông, cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng. Tại đấy, nó thấy một cây sa la lớn, cao thẳng, còn trẻ, không có lồi lõm. Nó chặt cây ấy tại gốc. Sau khi chặt ở gốc, nó đốn ngọn. Sau khi đốn ngọn, nó tỉa cành lá và làm cho cây trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho trơn tru, nó gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, nó gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt đẽo với con dao, nó bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái bào, nó bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào sạch với hòn đá mài, nó đem cây ấy xuống sông. Ý ông nghĩ như thế nào? Này Saha, người ấy có thể vượt qua sông được không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sa la ấy tuy bề ngoài rất khéo làm, nhưng bề trong không được làm sạch. Do vậy, sự việc được chờ đợi rằng cây sa la ấy chìm xuống và người ấy rơi vào ách nạn. Cũng vậy, này Saha, những sa môn bà la môn nào sống chủ trương khổ hạnh nhàm chán, xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp nhặt lấy khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy không có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Saha, những vị sa môn bà la môn nào thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sinh sống không thanh tịnh, chúng không có thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề. Này Saha, những sa môn bà la môn nào sống không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, không xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, không chấp nhặt lấy khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Saha, những sa môn bà la môn nào thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề. Chí như, này Sa-la, một người muốn vượt qua sông, cầm một cây búa sắc bén đi vào trong rừng. Tại đấy, người ấy thấy một cây Sa-la lớn cao thẳng còn trẻ, không có lồi lõm. Người ấy chặt cây ấy tại gốc. Sau khi chặt ở gốc, người ấy đốn ngọn. Sau khi đốn ngọn, người ấy tỉa cành lá và làm cho trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho trơn tru, người ấy gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, người ấy gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt đẽo với con dao, người ấy lấy cái đục, khéo đục sạch nội phần. Sau khi khéo đục sạch nội phần, người ấy bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái bào, người ấy bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào sạch với hòn đá mài, người ấy làm thành chiếc thuyền, cột với cái chèo và bánh lái. Rồi cuối cùng, người ấy thả xuống sông. Ý ông nghĩ thế nào? Này Saha, người ấy có thể vượt qua sông được không? Thưa được, Bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì cây sa la ấy, Bạch Thế Tôn, bề ngoài rất khéo làm. Bề trong được làm sạch, được cột với cái chèo và bánh lái. Do vậy, sự việc được chờ đợi rằng, chiếc thuyền ấy không chìm và người ấy sẽ đến bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, này Saha, những sa môn bà la môn nào không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Saha, những sa môn bà la môn nào thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề. Ví như, này Saha, một chiến sĩ, dầu nó biết được nhiều cung thuật, nhưng về ba phương diện, nó xứng đáng là của vua, thuộc sở hữu của vua, đi đến đâu làm biểu tượng cho vua. Thế nào là ba? Bắn xa, bắn nhanh như chớp nhoáng,
và bắn thủng được vật lớn. Ví như, này Sa-ha, người chiến sĩ bắn xa cũng vậy. Này Sa-ha là thánh đệ tử có chánh định. Này Sa-ha, vị thánh đệ tử có chánh định, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc khô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, cần phải như thật thấy với trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Ví như, này Sa-ha, người chiến sĩ bắn như chớp nhoáng. Cũng vậy, này Sa-ha, là vị thánh đệ tử có chánh tri kiến. Vị thánh đệ tử này, Sa-ha, có chánh tri kiến như thật quán tri. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ví như, này Sa-ha, người chiến sĩ đâm thủng được thân hình lớn. Cũng vậy, này Sa-ha, vị thánh đệ tử có chánh giải thoát. Vị thánh đệ tử, này Sa-ha, có chánh giải thoát, đâm thủng được vô minh uẩn to lớn. 7. Malika. Một thời, Thế Tôn trú ở Sapati Xá Vệ tại Setavana Thắng Lâm, khu vườn của ông Anathapindika. Rồi Hoàng hậu Malika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Hoàng hậu Malika bạch Thế Tôn. Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, ở đây có một số nữ nhân dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, ở đây một số nữ nhân dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tính, thành tựu với dung sắc thù thắng. Tuy vậy nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, ở đây một số nữ nhân dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tính, thành tựu với dung sắc thù thắng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Ở đây, này Malika, có hạng nữ nhân phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị nói ít, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này không bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, dòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, tánh tình keo kiệt. Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tị tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy. Ở đây, này Malika, có nữ nhân phẫn nộ, nhiều não hại, dầu bị nói ít, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, dòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, tánh tình không keo kiết. Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì không ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy tái sanh, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Ở đây, này Malika, có nữ nhân không phẫn nộ, não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi giận, nổi nóng, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này không có bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, dòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, tính tình keo kiết. Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường,
thì nó ganh tị tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy tái sanh, dung sắc đẹp tốt, tịnh tính, thành tựu với dung sắc thù thắng, nhưng nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Ở đây, này Malika, có hạng nữ nhân không phẫn nộ, não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi giận, nổi nóng, nổi sân, không có biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn món ăn, đèn đuốc, tánh tình không keo kiết, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, không ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy tái sanh, dung sắc đẹp tốt, tịnh tính, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản nhiều, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Này Malika, đây là nhân, đây là duyên. Ở đây có hạng nữ nhân dung sắc xấu, ảnh hưởng uy tín ít. Này Malika, đây là nhân, đây là duyên. Ở đây có hạng nữ nhân dung sắc xấu, ảnh hưởng uy tín lớn. Này Malika, đây là nhân, đây là duyên. Ở đây có hạng nữ nhân dung sắc đẹp, ảnh hưởng uy tín ít. Ở đây, này Malika, đây là nhân, đây là duyên. Ở đây có hạng nữ nhân dung sắc đẹp, có ảnh hưởng uy tín lớn. Khi được nói vậy, Hoàng hậu Malika bạch Thế Tôn. Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, con phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị nói ít, nhưng nổi giận, nổi nóng, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Và bạch Thế Tôn, con nay dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt. Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, con có bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, dòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Và bạch Thế Tôn, con nay được giàu sang, có tài sản lớn, có sở hữu lớn. Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, tánh tình không keo kiết, thấy người được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường. Con không ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Và bạch Thế Tôn, con nay được có ảnh hưởng uy tín lớn. Bạch Thế Tôn, trong nội cung này có những thiếu nữ hoàng tộc, có những thiếu nữ bà la môn, có những thiếu nữ gia chủ. Con có chủ quyền thủ lãnh. Và bạch Thế Tôn, bắt đầu từ nay, con sẽ không phẫn nộ, không có tiểu não hại, dầu cho bị nói nhiều, con sẽ không nổi giận, nổi nóng, nổi sân, sừng sộ, gây hấn. Con sẽ không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Con sẽ bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, dòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Con sẽ không keo kiết, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường. Con sẽ không ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử nữ cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 8. Tự hành hạ mình. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, và hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người ấy không hành khổ mình, không hành khổ người. Hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người tự hành khổ mình?
chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây, này các tỷ kheo, có người sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tai cho sạch, đi khất thực, không chịu bước tới, đi khất thực, không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những gối giả gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang đi đến giữa người đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men, không uống nước cháo, vì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, hay vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn gia dụng, ăn rong nước, ăn bọt tấm, ăn gián gạo, ăn bột gừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩn liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh bằng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cú. Vị ấy là người sống nhổ râu tóc, là người chuyên sống theo hạnh nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi chờ hỏ, chuyên sống theo hạnh ngồi chờ hỏ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Như vậy, dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự hành khổ mình. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các tỷ kheo, có người là người giết trâu, bò, là người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, người đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, cai ngục, và những người làm các nghề ác độc khác. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm vua thuộc giai cấp sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, hay một vị bà la môn triệu phú, vị này cho xây dựng một giảng đường mới về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính và một bà la môn tế tự. Rồi vị ấy nằm xuống dưới đất trống trơn, chỉ có lá cỏ. Vị vua sống dưới sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà vợ chính sống dưới sữa từ vú thứ hai, và bà la môn tế tự sống dưới sữa từ vú thứ ba. Sữa từ vú thứ tư thường dùng để tế lửa, còn con ngé con sống dưới đồ còn lại. Vua nói như sau: hãy giết một số bò đực để tế lễ, hãy giết một số ngé đực để tế lễ, hãy giết một số ngé cái để tế lễ, hãy giết một số dê để tế lễ, hãy giết một số cừu để tế lễ, hãy giết một số ngựa để tế lễ, hãy chặt một số cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ banha để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người phục vụ, những người làm công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ hiểm nguy, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình,
vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người? Hạng người này không tự hành khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ giới thắng trí, thế giới này giới thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa Môn, Bà La Môn, thiên nhân, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ nghĩa, đầy đủ văn. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con của người gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiệt, nghe pháp ấy. Sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tin ở Như Lai. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ, gò bó là đời sống gia đình, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh sống của các vị tỷ kheo, đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vì ấy đoàn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Vì ấy đoàn tận đời sống không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống đời sống diễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. Vì ấy đoàn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Vì ấy đoạn tận, nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị này sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vì ấy đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời nói độc ác, nói những lời nói hiền diệu, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Vì ấy nói những lời nói như vậy. Vì ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói liên hệ đến nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng được giữ gìn, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời, từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn, từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ không nhận vàng và bạc, từ bỏ không nhận các hạt sống, từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ không nhận đàn bà con gái, từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ không nhận cừu và dê, từ bỏ không nhận gia cầm và heo, từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ không nhận ruộng nương đất đai, từ bỏ không dùng người làm môi giới, hoặc tự mình làm người đưa tin, từ bỏ không buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, gạt lường. Từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, cướp đường, cướp giật, cưỡng đoạt. Vì ấy sống biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn thất thực để nuôi bụng, để tại chỗ nào cũng mang theo, y và bình bát,
như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, tỷ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo, vì ấy thành tựu thánh giới quẩn này, nội tâm hưởng lạc không có lỗi lầm. Khi mắt thấy sắc, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân gì khiến nhãn căn này không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vì ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực thành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân gì khiến ý căn này không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực thành sự hộ trì ý căn. Vì ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này, nội tâm hưởng vô uế lạc. Vì ấy khi đi tới, khi đi lui, đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh, đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y, đều tỉnh giác, khi ăn uống, nhai, nếm, đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện, đều tỉnh giác, khi đi đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng, đều tỉnh giác. Vì ấy thành tựu thánh giới quẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này, thành tựu thánh biết đủ này. Lựa một trú xứ thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, đồi núi, khe nước, hang đá, bãi tha ma, rừng rậm, ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy đoạn tận tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Đoạn tận sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Đoạn tận hôn trầm thụy miên, vì ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Đoạn tận trạo cử hối quá, vì ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá. Đoạn tận nghi ngờ, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân dân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Vì ấy, sau khi đoạn tận năm triền cái này, các pháp làm tâm cấu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vì ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, giới tầm, giới tứ. Vì ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, vì ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Vì ấy xả lạc, xả khổ, diệt thỉ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh khiết, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy. Vì ấy hướng tâm đến lậu tận trí, vì ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là khổ tập, biết như thật, đây là khổ diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật, đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc, biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy quán tri, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có trở lui trạng thái này nữa. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, vì ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ người. Ngay trong hiện tại,
không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Chính, ái. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các thầy về ái. Lưới truyền khiến cho lưu chuyển được rộng ra, bám dính vào. Chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quện lại như cỏ muôn sa và lao sậy ba ba sa, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác phú, đọa xứ, sanh tử. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Và này các tỷ kheo, thế nào là ái, là lưới truyền, khiến cho lưu chuyển được trải rộng ra bám dính vào? Chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quện lại như cỏ muôn sa và lau sậy ba ba sa, không thể nào ra khỏi cõi dữ, ác phú, đọa xứ, sanh tử. Này các tỷ kheo, có 18 ái hành này liên hệ với nội tâm, có 18 ái hành này liên hệ với ngoại cảnh. Thế nào là 18 ái hành liên hệ đến nội tâm? Này các tỷ kheo, khi nào có ý nghĩ, ta có mặt, thời có những ý nghĩ, ta có mặt trong đời này, ta có mặt như vậy, ta có mặt khác như vậy, ta không phải thường hằng, ta là thường hằng, ta phải có mặt hay không? Ta phải có mặt trong đời này, ta phải có mặt như vậy, ta phải có mặt khác như vậy, mong rằng ta có mặt, mong rằng ta có mặt trong đời này, mong rằng ta có mặt như vậy, mong rằng ta có mặt khác như vậy, ta sẽ có mặt trong đời này, ta sẽ có mặt như vậy, ta sẽ có mặt khác như vậy. Có 18 ái hành này liên hệ với nội tâm. Và thế nào là 18 ái hành liên hệ đến ngoại cảnh? Khi nào có tư tưởng, với cái này ta có mặt, thời có những tư tưởng như sau: Với cái này ta có mặt trong đời này, với cái này ta có mặt như vậy, với cái này ta có mặt khác như vậy, với cái này ta không phải thường hằng, với cái này ta là thường hằng, với cái này ta phải có mặt hay không, với cái này ta phải có mặt trong thế giới này, với cái này ta phải có mặt như vậy, với cái này ta phải có mặt khác như vậy, với cái này mong rằng ta có mặt, với cái này mong rằng ta có mặt trong đời này, với cái này mong rằng ta có mặt như vậy, với cái này tôi sẽ có mặt, với cái này tôi sẽ có mặt trong đời này, với cái này tôi sẽ có mặt như vậy, với cái này tôi sẽ có mặt khác như vậy. Có 18 ái hành này liên hệ với ngoại cảnh, 18 ái hành liên hệ đến nội tâm và 18 ái hành liên hệ đến ngoại cảnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là 36 ái hành, 36 ái hành quá khứ như vậy, 36 ái hành vị lai như vậy, 36 ái hành hiện tại như vậy. Như vậy là 108 ái hành. Này các tỷ kheo, đây là ái này, lưới truyền, khiến cho lưu chuyển được trải rộng ra, bám dính vào. Chính do ái này, thế giới bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quện lại như cỏ muôn sa và lao sậy ba ba sa, không thể nào ra khỏi cõi dữ, ác phú, đọa xứ, sanh tử. 10. Luyến ái. Này các tỷ kheo, có bốn sự được sanh khởi này, thế nào là bốn? Luyến ái sanh từ luyến ái, sân sanh từ luyến ái sanh từ sân sanh từ sân. Và này các tỷ kheo, thế nào là luyến ái sanh từ luyến ái? Ở đây, này các tỷ kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một người, rồi các người khác đối với người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: Người này là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta,
lại được các người khác đối xử khả lạ, khả hỷ, khả ý. Do đó, người ấy khởi lên luyến ái đối với những người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là luyến ái sanh khởi từ luyến ái. Và này các tỷ kheo, thế nào là sân được sanh khởi từ luyến ái? Ở đây, này các tỷ kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một người, rồi các người khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Người ấy suy nghĩ như sau: người này là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, nhưng không được các người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, khả ý. Do đó, người ấy khởi lên lòng sân đối với những người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là sân được sanh khởi từ luyến ái. Và này các tỷ kheo, thế nào là luyến ái được sanh khởi từ sân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một người, rồi những người khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: người này không khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, và các người khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Do đó, người ấy khởi lên luyến ái đối với các người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là luyến ái được sanh khởi từ sân. Và này các tỷ kheo, như thế nào là lòng sân được sanh từ lòng sân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý đối với một người, rồi các người khác đối xử với người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: người này không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý đối với ta, và các người khác đối xử với người này khả lạc, khả hỷ, khả ý. Do đó, người ấy khởi lên lòng sân đối với những người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là sân được sanh khởi lên từ lòng sân. Này các tỷ kheo, có bốn luyến ái này sanh ra. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo ly các dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, luyến ái sanh ra từ luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt, sân sanh ra từ luyến ái, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt, luyến ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt, sân sanh ra từ sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo làm cho tịnh chỉ các tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, luyến ái sanh ra từ luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt, sân sanh khởi từ luyến ái, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt, luyến ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt, sân sanh ra từ sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, trong thời gian tỷ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, luyến ái sanh ra từ luyến ái ấy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây ta la, đã được làm không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Sân sanh ra từ luyến ái, sân ấy đã được đoạn tận, không thể sanh khởi trong tương lai. Luyến ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây ta la, đã được làm không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Sân sanh ra từ sân, sân ấy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây ta la, đã được làm không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo không lôi cuốn, không phản ứng, không ung khói, không bốc cháy, không sững sờ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo lôi cuốn? Ở đây, này các tỷ kheo quán sắc từ tự ngã, hay quán tự ngã có sắc, hay quán sắc trong tự ngã,
hay quán tự ngã ở trong sắc, quán thọ từ tự ngã, hay quán tự ngã có thọ, hay quán thọ trong tự ngã, hay quán tự ngã trong thọ, quán tưởng từ tự ngã, hay quán tự ngã có tưởng, hay quán tưởng trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong tưởng, quán các hành từ tự ngã, hay quán tự ngã có các hành, hay quán các hành trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong các hành, quán thức từ tự ngã, hay quán tự ngã có thức, hay quán thức ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong thức. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo lôi cuốn. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo không lôi cuốn? Ở đây, này các tỷ kheo không quán sắc từ tự ngã, hay không quán tự ngã có sắc, hay không quán sắc trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong sắc, không quán thọ, không quán tưởng, không quán các hành, không quán thức từ tự ngã, hay không quán tự ngã có thức, hay không quán thức ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không lôi cuốn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo phản ứng? Ở đây, này các tỷ kheo mắng chửi lại những ai mắng chửi, nổi sân lại những ai nổi sân, gây hấn lại những ai gây hấn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo phản ứng. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo không phản ứng? Ở đây, này các tỷ kheo không mắng chửi lại những ai mắng chửi, không nổi sân lại những ai nổi sân, không gây hấn lại những ai gây hấn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không phản ứng. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo ung khói? Này các tỷ kheo, khi nào có ý nghĩ, ta có mặt, thời cũng có những ý nghĩ, ta có mặt trong đời này, ta có mặt như vậy, ta có mặt khác như vậy, ta không phải thường hằng, ta là thường hằng, ta phải có mặt hay không? Ta phải có mặt trong đời này, ta phải có mặt như vậy, ta phải có mặt khác như vậy, mong rằng ta có mặt, mong rằng ta có mặt trong đời này, mong rằng ta có mặt như vậy, mong rằng ta có mặt khác như vậy. Ta sẽ có mặt trong đời này, ta sẽ có mặt như vậy, ta sẽ có mặt khác như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo ung khói. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không ung khói? Này các tỷ kheo, khi nào không có ý nghĩ, ta có mặt, thời cũng không có những ý nghĩ, ta có mặt trong đời này, ta có mặt như vậy, ta có mặt khác như vậy, ta không phải thường hằng, ta là thường hằng, ta phải có mặt hay không, ta phải có mặt trong đời này hay không, ta phải có mặt như vậy, ta phải có mặt khác như vậy, mong rằng ta có mặt, mong rằng ta có mặt trong đời này, mong rằng ta có mặt như vậy, mong rằng ta có mặt khác như vậy, ta sẽ có mặt ở đời này, ta sẽ có mặt như vậy, ta sẽ có mặt khác như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không ung khói. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo bốc cháy? Khi nào có tư tưởng, với cái này ta có mặt, thời có những tư tưởng như sau: với cái này ta có mặt trong đời này, với cái này ta có mặt như vậy, với cái này ta có mặt khác như vậy, với cái này ta không phải thường hằng, với cái này ta là thường hằng, với cái này ta phải có mặt hay không, với cái này ta phải có mặt trong đời này, với cái này ta phải có mặt như vậy, với cái này ta phải có mặt khác như vậy, với cái này mong rằng ta sẽ có mặt, với cái này mong rằng ta có mặt trong đời này, với cái này mong rằng ta có mặt như vậy, với cái này mong rằng ta có mặt khác như vậy, với cái này ta sẽ có mặt, với cái này ta sẽ có mặt trong đời này, với cái này ta sẽ có mặt như vậy, với cái này ta sẽ có mặt khác như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo bốc cháy. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không bốc cháy? Khi nào không có tư tưởng, với cái này ta có mặt,
thời có những tư tưởng như sau: với cái này ta không có mặt trong đời này, với cái này ta không có mặt như vậy, với cái này ta không có mặt khác như vậy, với cái này ta không phải không thường hằng, với cái này ta không phải thường hằng, với cái này ta không phải có mặt, với cái này ta không phải có mặt trong đời này, với cái này ta không phải có mặt như vậy, với cái này ta không phải có mặt khác đi, với cái này mong rằng ta không có mặt, với cái này mong rằng ta không có mặt trong đời này, với cái này mong rằng ta không có mặt như vậy, với cái này mong rằng ta sẽ không có mặt khác đi, với cái này tôi sẽ có mặt, với cái này tôi sẽ có mặt trong đời này, với cái này tôi sẽ có mặt như vậy, với cái này tôi sẽ có mặt khác như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không bốc cháy. Cha này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không có sững sờ? Ở đây, sự kiêu mạn, tôi là của vị tỷ kheo được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không có sững sờ.